nó đã bùng phát qua thân và khẩu. Cho nên một người có giới trong sạch, cả người một người phải giữ giới, thì người đó ngăn chặn được những cái phiền não bộc phát qua thân và khẩu hay là qua hành động và lời nói. Còn đối với một người thực hành thiền định, tâm không có dao động chỗ này chỗ kia mà chỉ an trú trên một đối tượng như là hơi thở hay là những cái đề mục thiền khác, thì cái tâm người đó sẽ không có những cái phiền não nó sinh khởi lên ở trong tâm. Thì những cái phiền não đó như là tham dục, sân hờn, buồn ngủ, nghi ngờ, hối hận, thì những cái phiền não tham dục, nghi ngờ, hối hận vân vân này là những cái phiền não phát sinh lên ở trong tâm. Nhưng đối với một hành giả có sự an trú trên những cái đề mục của thiền định thì những cái phiền não này nó không có cơ hội khởi sinh lên. Có nghĩa là nhờ cái sự định tâm cho nên mới ngăn chặn được những cái phiền não như tham dục, sân hận vân vân khởi sinh lên trong tâm. Và khi hành giả thực hành thiền quán, thấy rõ danh pháp, sắc pháp, thấy rõ các cái đặc tính thay đổi bên ngoài, các cái đặc tính khổ không toàn nguyện, các cái đặc tính không phải chúng ta không làm chủ, với một cái sự hiểu biết trực giác, cho đến khi thành tựu cái đạo quả, thì khi đó những cái phiền não muộn ngập với đoạn trừ vận viện. Cho nên để loại trừ, ngăn chặn và loại trừ những cái phiền não tồn tại ở ba dạng ngủ ngầm sinh khởi trong tâm và bộc phát qua lời nói và hành động, thì Đức Phật giảng dạy giới định và tuệ. Và là một hành giả thì cũng phải thực hành theo cái tiến trình giới định tuệ này. Chakru sada biro tutiya megwan dukhu meva me gu mele mele megwan ya ne ki mene ne di ne kho ga de taya le ga be chin par le. သီလသမာဓိပညာတို့သုံးမျိုးထဲမှာသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာပညာထူးခြားပုံလေးကိုမိမိတို့နားလည်သလိုသဘောပေါက်သလိုဖြည့်ဆည်းပေးရဖြစ်ပါတယ thứ hai mà ngài muốn nghe học với lại các Phật tử, đó là cái sự khác biệt giữa sự thực hành thiền định với thiền tuệ là như thế nào, cái sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ hay là thiền quán. Còn thiền tuệ thì là sự nhận biết. Sao
biệt ở chỗ thiền định là không nhận biết, còn thiền huệ thì nhận biết ạ. Có ai trả lời nữa không? Sự khác biệt giữa thiền định với thiền huệ là thiền định là chú tâm vào một đề mục, thiền huệ là khi mà bất kỳ cái gì sanh khởi hay là mình chỉ chú tâm vào một cái xứ, trong đó khi nào một cái gì bất kỳ các cái cảm giác hay là bất kỳ một cái gì sinh khởi thì mình đều tác động, thì mình đều nhận biết và quán cái đó, rồi mình quay trở lại cái chánh niệm, cái mình đặt chánh niệm. Quay lại cái gì? Thật sự như là thầy đặt chánh niệm là hơi thở. Xong rồi thầy quán thọ thì khi mà có cảm thọ xảy ra thì thầy cứ tiếp tục quán cái cảm giác đó, đến khi có cảm giác đó hết thầy lại quay trở lại cái đề mục là hơi thở. Có ai trả lời được không? Thưa sư, theo con thì thiền định thì là cái sự tĩnh tâm an trú vào để mà mình đạt đến một cái sự nhận biết, một sự nhận biết ở một mức độ nhất định nào đó. Còn thiền định thiền tuệ thì sẽ là từ nhận biết đó mình sẽ quán được cái sự sinh diệt. Đấy là sự khác nhau giữa thiền định và thiền tuệ. Cái gì mà ngài vừa mới hỏi ấy, là ngài đã giải thích và chúng ta cũng thực hành rồi ha. Nên bây giờ thêm một người nữa, thêm một người trả lời nữa. Khác biệt là đối tượng thiền định thì là tục đế, mà đối tượng của thiền tuệ là các chân đế ạ. Bạn hãy trả lời ạ. Rồi, vậy là được rồi, để sư trích lại từng cái câu trả lời cho ngài. Tôi dòng, sư là cho nó. Tamani chara ayoga pinya vipatana ayoga pinya. So, yava hodya va chera malaysa tamani ga ayoga poma ayoga kutya poma say in tham shumaya quý bà thân là rồi yoga chiêm giác sư bà hệ mà do tâm hành nó là do những người sinh câu trả lời thì đối tượng của thiền định là tục đế, còn đối tượng của thiền tuệ hay là thiền quán là chân đế, thì đây là cũng là một cái câu trả lời đúng. Đúng là cái đối tượng của thiền định nó là tục đế hay là khái niệm quy ước, còn cái đối tượng của thiền quán là các cái pháp chân đế. Thì đó là một cái khía cạnh khác nhau, một trong những cái khía cạnh khác nhau.
lưu đi áo yên tân nam ma, đi lắm nam ma đi, vi ban nam nam nhà đi, lẹp đi nhà đi, yên sơ hoa bi, sơ yên. Đi lắm nam ma đi, bi nhà rúa, ai yêu, yêu lộng nam dọa chi yêu sơ ra đi ngô, chi sơ hoa chê ba đi. Khi hành giả thực hành giới định tuệ thì cái chức năng của giới định tuệ là gì? Chức năng của giới định tuệ là gì? Cái này dễ mà mạnh dạn trả lời. Người ấy, mà có cái sự thành tựu giới định và tuệ thì cái người đó có những cái kết quả gì? Khi đó thì mọi phiền não sẽ không thể xâm nhập vào đối với người mà có giới định và tuệ. Cái lý do nói rõ hơn chút nữa không? Cái chức năng của giới định tuệ, thế giới nó có chức năng gì, định nó có chức năng gì và tuệ nó có chức năng gì? Theo con thì giới thì nó sẽ giúp mình khi mình tuân theo cái giới luật này thì nó sẽ giúp cho mình có một cái đời sống trong sạch. Trong sạch có nghĩa ở đây là nghĩa là cái đời sống đạo đức của mình, nó sẽ giúp mình trở thành một con người mà có cái phẩm chất về đạo đức tốt. Còn định thì nó sẽ giúp cho mình là cuộc tâm về mình muốn và một cái đối tượng đó thì nó làm cho mình đỡ bị như là lăng xăng tranh tụng. Còn tuệ thì nó sẽ có chức năng là nó làm cho mình nhìn thấy được cái mọi vật trên trên thế gian này nó chỉ là vật chất và tâm, thì nó vô thường, nó sinh diệt liên tục. Thì mình nhìn thấy cái bản chất của vô thường, khổ, vô ngã. Thực ra cái đó thì một phần là nó liên quan với cái sự biểu hiện, sự biểu hiện nhiều hơn là chức năng. Như một người mà có giới thì cái biểu hiện ở cái người đó là gì? Là có một cái đời sống thanh tịnh về thân và khẩu. Thì đó là sự biểu hiện. Nó liên quan với sự biểu hiện nhiều hơn là chức năng. Lại một nhấn mạnh chức năng của
giới chức năng của định, chức năng của tuệ. Rồi có hai